Trang sẽ đương nhiên là xinh đẹp rồi, đương nhiên là tài năng và giỏi giang rồi, nhưng mà sẽ có thêm nhiều may mắn thành công hơn nữa trong con đường sự nghiệp và công việc của mình trong tương lai. Và chúc cho Kim Trang sẽ thật sự gặp thật là nhiều những người bạn thân thương, những người bạn luôn luôn yêu thương Kim Trang, như là trong bữa tiệc sinh nhật ngày hôm nay thật là đông vui như vậy. Happy birthday Kim Trang. Kim Trang tròn 14 tuổi. Chị chúc em thì mỗi ngày được mau ăn chóng lớn. Chúc em luôn luôn tỏa sáng và thành công trên những cái con đường của em đã đi, đã chọn. Và dĩ nhiên tất cả những anh chị em của em, trong đó có chị, sẽ luôn luôn đứng sau em và ủng hộ em trong mọi lĩnh vực. Chúc em sinh nhật vui vẻ. Hi, happy birthday Kim Trang. Em là em gái của anh rất là lâu nha. Bây giờ hôm nay buổi sinh nhật của em anh thành rất là vui và happy. Và anh chúc em có một buổi sinh nhật thật là vui vẻ, hạnh phúc. Và năm mới năm mới và tròn tuổi mới. Anh xin chúc em có một năm thật thành công, tốt đẹp, công việc thuận lợi, tình yêu thì tròn vẹn. Đó, và trong giới anh em nghệ sĩ luôn ủng hộ em, vì em là một đứa rất là sống rất là chân tình và chân thật, nên anh luôn luôn đón nhận em. Em là đứa em gái của anh nha. Happy birthday anh. Happy birthday em nha. Happy birthday Kim Trang. Yo. Yo, hai bạn. Yo. Tới ngày 28 tháng 5 thì Mách lại có dịp họp mặt tất cả những người bạn, những người anh em nhân dịp sinh nhật của người em rất là dễ thương, đó là Kim Trang. Là một người bạn rất là lâu rồi, và cô cũng đã đồng hành được một số chương trình và một số cái chương trình sự kiện khác nữa. Và ngày hôm nay thì không biết nói gì hơn, xin chúc Kim Trang thêm một tuổi mới với nhiều ước vọng mới và nhiều thành công mới, đặc biệt là luôn xinh đẹp và gắn bó với mọi người và luôn vui vẻ với mọi người. Chúc em gái yêu quý của chị luôn xinh đẹp như một nữ hoàng, thành công rực rỡ và luôn hạnh phúc tràn đầy em nha. Chúc sinh nhật em. Nhân dịp sinh nhật của em gái Kim Trang, anh là đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn và đây là nhà thiết kế Đan Hà, cũng xin gửi lời chúc đến em thêm một tuổi mới thật là nhiều thành công. Thành công hơn nữa và càng ngày càng xinh đẹp hơn nữa nha em gái nha. Chị Đăng Hà chúc gì đi. Kim Trang yêu của chị lúc nào cũng xinh đẹp, vui vẻ và dễ thương. Trang lúc nào cũng xinh đẹp, vui vẻ, dễ thương rồi. Cố lên nha Trang nha. Năm mới phải thật nhiều thành công nữa nha em nha.